Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì trong mấy ngày qua, quý vị và các bạn cũng biết một câu chuyện của chị Linh lại đang trước màn hình đây. Một câu chuyện hết sức là đặc biệt. Cuộc sống vợ chồng sống với nhau không hiểu lý do tại sao mà người chồng đã gọi là nổi cơn ghen, đã tưới tẩm cái chất cháy lên trên người của vợ mình. Và bây giờ cái hậu quả thì cái cơ thể nó như quý vị đã thấy. Thì để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này, nguyên nhân tại sao mà xảy ra như vậy, liệu có điều gì uẩn khúc trong câu chuyện này hay không, thì mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chính những cái điều mà chị Linh sẽ chia sẻ cho mọi người biết một số điều bất ngờ trong câu chuyện này. Rồi xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết. Rồi chị hôm nay khỏe không? Dạ em cũng không được khỏe mấy. Không khỏe lắm hả? Nó mệt đó, cái sức khỏe mình nó không còn nữa. Nó không còn nữa hả? Dạ, đúng rồi. Có thể là bây giờ thấy là mình nói cũng rất là yếu hả? Dạ. Nói không được nó khó hả? Dạ tại vì mặt cái miệng nó kéo. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nó xuống đây rồi, và cái mũi em nó nghẹn lắm, đâu là em mệt lắm. Dạ. Ngồi cứ cổ lên em cũng còn thấy mệt lắm. Dạ. Thì bây giờ mình thôi mình cũng cố gắng chịu khó, mình nói lớn hơn chút để cho khán giả hiểu rõ hơn ha. Mình cũng nói ngắn thôi ha. Rồi, thì cái câu chuyện của mình á, trên cơ thể mình có thể thấy là chằng chịt cái vết thương. Vậy thì có thể chia sẻ một chút là nguyên nhân tại sao mà người chồng đã nhẫn tâm ra tay với mình như vậy? Nói chung là anh ghen. Tại chiều đó là em đi bán quần áo thì em lại không có xe, nên là em quen với chị. Thì nói chung là chồng của chị thì chạy xe ôm, thì em không có xe, vậy nói là bé ơi em không có xe thì để anh Hòa lên chở đồ giùm em xuống phòng trọ bán cho ông bé này, nó cũng bán đồ giống em. Em bảo là thôi phiền lắm, nhỏ như anh thì phiền, cái chỗ không sao chị em còn phiền gì nữa. Thì em kêu ồ vậy cũng được, cái là chị kêu là vậy em bé đã ở nhà với sạch đồ đi rồi anh Hòa lên chở đồ cho bé. Cái em mới dạ, thì lúc đó ở nhà em với có hai đứa con nữa, thì cái bao đồ của em bán thì rất là to, nó to lắm đó. Nói chung là chở em ra đồ thì không chở được, thế là ông anh em nhờ thì ông chở ra đồ đó, thì chở xuống trước phòng trọ đó, xong rồi mới quay lại đón em. Thì đón em lần thứ hai chạy lên đón em thì đi xuống, thì ông mượn cái xe của ai ở phòng trọ đó, cái xe nó lại không có biển số, cái đi về đi chạy xuống phòng trọ thì bị công an nó bắt. Thế là đứng năn nỉ công an thì phải hơn nửa tiếng á, xong rồi công an thấy tên thu tình nói thả, thế là anh chở em về phòng trọ là cái chỗ mà bán đồ cho con bé đó. Thì con bé nó lại mới sanh, nó mới sanh thì lúc đó con nó khóc với nó phải cho con nó bú, thế em phải ngồi em chờ, thế lại chờ thêm lại gần một tiếng nữa. Thế là em ngồi chờ anh chờ, xong thời gian đó thì chồng em đi làm về, chiều chồng em làm về thì chồng em mới hỏi hai đứa con em là mẹ đâu rồi. Thì hai đứa con bảo là mẹ đi bán quần áo rồi. Thế bảo là mẹ đi với ai, và mẹ đi với bác Hòa. Thế là xong rồi là chồng em chạy xuống phòng trọ. Nhưng mà trước khi đó thì nói chung là xăng mà mắc á, với cái xăng bán không được thì chồng em có mua dự trữ, là mua được hai xị xăng chứa trong cái bình. À vậy đó là nó rơi vào cái giai đoạn ngay cái thời điểm gọi là hiếm xăng. Dạ đúng rồi. Ồ. Thì mua thêm được hai xị xăng thì che trong bồn tắm. Sau đó chồng em đi xuống đó thì lại mang cái chai đó xuống luôn. Em thì không có biết là cái chai đó chai xăng, em cũng nghĩ là cái chai trà xanh, cái chai để nói chung là uống nước ngọt cơ, em không biết đâu. Thì đi xuống thì chồng em xuống hỏi là ai đây, thì vô tình là cái anh Vũ thì em chỉ biết quen biết thôi, mới sơ không thông ấy. Thì ảnh hay gọi điện thoại, ảnh hỏi thăm em, thì em bảo là ai đây là anh Vũ nè. Anh Vũ nói là anh coi với Linh, nói chung bé coi như em gái, tưởng anh có nói chuyện với em được à. Cái là ông ừ xong cái ông bước ra ngoài, thì trong đó em nghĩ là ông đi ra nói chuyện với bà chị hay là ông đi mua nước uống. Thì em thấy ông cầm cái chai trà xăng, thì em nghĩ là cái chai này chai nước uống, đối với là chai xăng. Ông vô, ông đổ cho người em,
Thì ông đổ ghi trúng cái tay ông chứ đổ luôn là ông cầu quẹt ông bật luôn. Ông bật cái hậu quẹt luôn là bật cái hậu quẹt trúng cái tay trái mà đó vậy. Em còn mặc cái áo khoác nữa. Trong cái áo khoác em thì nó có cái nón. Ông giữ lại ông lấy cái nón thì ông trùng cả đầu em luôn. Ông dúi em xuống là thì em đang cháy cái tay rồi, giữ lại cháy tay thì cái tay để vào cháy, em gục mặt xuống thì nó cháy cả cổ cả mặt em luôn. Thế là em cứ vẫy hùng, mà trong khi đó ổng là người giữ em nữa, ổng nổ cho em chạy. Không cho mình chạy thoát, dạ, không cho mình đi cứu luôn. Đến lúc đó thì em cảm thấy như là dây thần kinh em nó liệt hết rồi, người em đau ê ổng mà em chỉ biết là vẫy hùng là sao cho mình thoát được thôi. Thế là em vẫy hùng là sao thì em vẫy cho người ổng thì ổng cháy hai cái tay. Ổng cháy cái tầm hai cổ thì ổng nóng quá, ổng mới thả em ra. Em ra ông đang ngã, anh chạy thì em mang vô bồn tắm. Em mang vô bồn tắm thì em cứ gọi là em xả nước. Em xả nước xong em dúi cái ống mặt tới cả đầu em vô đó rồi. Đầu thì dúi vô đó mà tay thì lấy nước em múc. Nói chung là em làm tám làm biết sao là người em nó tắt. Thế xong rồi em thấy là người em tắt rồi thì mắt em nó cũng mờ. Xong rồi em bốc cái đầu em thì em thấy cái miếng vải mà áo em nó cháy ra. Nó cháy tóc em luôn rồi. Xong rồi em mới nắm một cục cho nó xuống mặt em, một cục có hai cục. Xong rồi đó em bất tỉnh luôn. Em bất tỉnh luôn thì trong đó ông lúc em tỉnh dậy thì em thấy ông cõng em, ông cõng từ phòng trọ mà đi ra tới ngoài đường lớn. Ông vừa cõng thì ông vừa hô hào để ông nói là cứu vợ tôi với, cứu vợ chồng tôi với, có hai ông là con cứu với. Thì ở ngoài đường nói chung là lúc đó em kể em đau đớn tại vì cái vết thương của em nó ngay ngực với mặt á thì ông cõng thì em nằm bên người ông mà nên là nó va chạm vô em đau, em rất là đau mà em kể thấy mặt em to mà người nó sưng lên, em không biết là mình là ai nữa rồi. Em nói chú ơi con đau quá cứu con với, ông làm gì tôi vậy. Ê, ông nói cõng đi bệnh viện mà đi đường người ta thấy người ta cũng sợ lắm tại vì lúc đó không phải là mình đâu, người mình nó to lắm. Mình thế là có cái ông cái anh kia là anh làm ơn anh chở vợ chồng tôi đi tới bệnh viện đi, tôi trả tiền cho anh. Thế là cái anh đó có anh chở chung với đó anh chở em thì chồng em anh tuấn anh cõng em trên vai em chở hai vợ chồng lên tới bệnh viện Đồng Nai. Thì tới bệnh viện Đồng Nai thì em thấy là anh tuấn ông ở đó là em trả 100.000 nha, em mất tiền trả trong đó. Xong rồi bác sĩ hỏi là hai người bị sao mà bị bỏng về nặng vậy, bà em rút vợ em. Bác sĩ thấy em bị nặng quá rồi ở đây không có nhập viện cái này không, chở em chuyển cho đẩy đi là nào cho em chuyển lên chờ đẩy luôn. Có thể em mà nằm đi đường thì em chỉ biết là em đau quá, em hút em đau rồi em cảm giác thần kinh em với người em có tê liệt hết mà. Đúng em đau đớn em cứ chua con đau quá em cứ khóc em cứ nào vậy thôi. Em ra ngoài cái là chắc được đau cũng gì đó em nghĩ tầm vậy là em ngất và em xỉu luôn, em không ngồi đau quá ngất xỉu luôn. Dạ tự nhiên đau quá nên tới bệnh viện chờ đẩy thì các bác sĩ ở trên đó luôn ạ, ai cũng hỏi tại sao vậy thì anh cũng nói là anh đốt em. Nói chung là số em thì cũng thiệt á, là số lớn cái phần về trên cũng thương, bác sĩ cũng thương, là nó chưa có chưa nhập viện hết, chưa làm thủ tục mà cũng chưa đâu đóng tiền vàng hết. Bác sĩ thì em vậy, bác sĩ cho em vô cấp cứu luôn, là em nằm trong phòng cấp cứu là em bất tỉnh 6 ngày trời, là ai cũng nghĩ là em chết không có sống nổi. Ngày thứ bảy thì em tỉnh dậy, bác sĩ có nói mà đồng mạng nó lớn lắm nên ngày thứ bảy em tỉnh dậy thì lên bệnh viện là bác sĩ nói là không qua khỏi không nữa hả? Vâng, nói chung là bác sĩ nói rằng cái này không qua khỏi rồi. Tại vì lúc đó anh đúng mà em tỉnh dậy thì cái này trong bệnh viện thì trong miệng với cái ống là nói chung là hút hôn dung dịch gì á rất là nhiều và em khủng lắm. Tại bác sĩ mình sợ mình tự tử chết, trụng chân tay mình lại mình lúc đó mình đỏ mình không tỉnh táo với em bị nói chung là tổn thương 6 dây thần kinh ạ. Đâm ra là mình nó hả không bình thường, chứ mình thấy mình đang bình thường vậy tới giờ mình cơ thể mình như vậy thì mình chỉ muốn chết thôi, nó hoảng loạn lắm. Em thấy là vết thương của chị chưa có lành hẳn mà cái này là mình xin xuất viện hay là bác sĩ cho vậy? Dạ em xin xuất viện. Xin xuất viện tại sao mình không ở đó điều trị có lành hẳn nè? Dạ nói chung là tốn tiền nhiều đúng không, gia đình em không có điều kiện. Vậy chứ từ lúc cứ một tuần là 10 ngày là đến mấy chục triệu mà anh nghĩ đến rồi bây giờ mình điều trị trong khoảng thời gian vừa rồi hết bao nhiêu tiền rồi? Dạ hết 250 triệu. 250 triệu là tay tiền ở đâu ra hay là tiền của mình? Tiền của mình nhưng mà tiền đó là tiền gia đình em đi vay mượn anh ạ. Đi vay mượn. Dạ vay mượn mà gia đình em cũng khổ, không có tiền, mỗi lần mà đóng tiền thì khổ. Bác sĩ kêu thì em là cái người chậm chạp nhất tại vì không có điều kiện á. Thế là em muốn xin bác sĩ là thôi cho em về. Lúc mỗi phẫu thuật em mà được nói chung là tóc được cho em là cái mặt trước thì còn cái tay này đó, cái nát đằng sau thì rồi bây giờ cái tình trạng bệnh của mình á
Tiếp theo thì bác sĩ nói là mình phải làm gì nữa? Dạ còn phẫu thuật nữa hả? Thì phẫu thuật cái tay em với chân tay mất hết rồi. Bên là phẫu thuật hết lại ha. Tai nó cũng cháy luôn. Thì nó rúng lại, nó đau lắm thì. Rồi có vẻ là mình nói chuyện cũng rất là khó khăn và như là co cái miệng mình lại không nói được ha. Dạ, đúng rồi, cái cổ em nó như lại. Cái đó chắc mình có phải phẫu thuật nữa không? Dạ có. Vẫn phải phẫu thuật cái phần miệng để cho nói chuyện dễ hơn ha. Dạ. Chứ bây giờ thấy chị đang nói chuyện rất là khó khăn và có vẻ là cảm giác đau đớn. Dạ đau. Đau không? Dạ đau. Đau nó kéo em đau lắm tại vì chỗ này nó da của mình đó, nó chết đi, nó cứng lại. Có cảm giác là rất là đau. Kéo lên thì mình không chịu nổi. Nói chung là nhìn thấy cái này thì thật sự quý vị mà nhìn trên màn hình thì không biết thế nào, nhưng mà anh em mình ngồi đây thật sự thấy những hình ảnh một cô gái xinh đẹp mà bây giờ bỗng dưng mà biến thành một người như thế này, cảm giác thật sự cái những vết đau trên cơ thể này chắc là cũng gọi là tột cùng luôn đó. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Dạ. Bây giờ hai cặp mắt em nhìn thấy rõ. Dạ, nói chung là cũng hơi rõ thôi anh ạ. Tại vì xăng nó cũng do em, lúc nào em phải nhỏ thuốc. Thì ở nhà em thì không dễ bật điện, em ra ngoài. Em ra ngoài là em choáng váng mà lau mắt, nuốt lắm. Tại vì em hở cái mắt không ạ, lúc này em khỏi nhỏ thuốc. Khi mà chị ăn uống nuốt mà nó khó khăn vậy? Dạ không, em lười ăn lắm, em đau rồi thì em không ăn, em ăn hơi cứ sợ em bệnh. Em nói là không ăn gì đâu, nên hơi nấu chết em. Hôm qua thì em lấy tiếng cơm, em ngồi ăn mấy tiếng đồng hồ thì ăn được có vài hộp, toàn nó rớt ra ngoài. Nhưng ngồi cái cổ ăn cuốn nó đau. Ăn cháo thì cái nhai á, nhai nó già nó cứng, nó căng lại, khó nhai nữa. Rồi từ khi mà mình bị như vậy rồi, cái người chồng có nói gì với mình không? Không có một câu xin lỗi đâu anh à. Không một câu xin lỗi luôn. Trời ơi. Em ức lắm, em ức chế lắm. Ức lắm hả? Dạ, em ức hận lắm hả? Lúc đó em làm bệnh viện, lúc đó em gặp đầu óc em cũng thông thả, sĩ khuyên em cũng tỉnh táo hơn nào. Thế là ổng qua ổng thôi, em thì ổng có nào kế với anh. Em ức chế, em bảo là em hỏi là chính rồi, hỏi anh một câu nè, tại sao không đốt tôi vậy? Tôi muốn cái lý do sao không đốt tôi, rồi làm cái sao không đốt tôi. Ông không trả lời, ông cứ nhìn lên trời nè. Ông nhìn trời xong rồi thấy mắt ông đỏ. Em bảo, thế nào hỏi chuyện anh, tại sao anh đốt tôi, lý do gì? Không nói câu nào. Em bảo, tôi cần biết một lý do, tại sao đốt tôi như vậy. Nhưng mà người chồng mà nói là, theo như chia sẻ ban đầu thì nó là do ghen tuông hả? Dạ đúng rồi, thì ông nghe cái anh mà chở đồ á. Nhưng mà thật ra mình có mối quan hệ gì với anh nó không? Em nói là ổng coi như em gái, tại vì anh đó là chồng của chị. Thì em thì nhờ ổng, thì em cũng ngại, nhưng mà ổng quý anh đó thì lúc yên. Sau đó cái này em không có xe. Nhiều khi con em thì chồng đi làm được có xe chở đi học. Thế hôm nào nó nghỉ học thêm á, nó đau đầu nó ở nhà thì đến trường phải đi học, không có xe. Nhiều khi em muốn nhờ ổng thì anh lại chở con em về trường. Nói chung là chồng của chị, chứ không phải là ông quen với quần ổng. Không phải người xa lạ gì ha. Dạ. Tức là chồng chị cũng đã từng nói chuyện qua lại. Dạ đúng rồi. Mà nói chung là chồng ấy nó nghe thì ổng thấy là tại vì anh chị quý em á, mà nhất là anh trai á. Dạ. Nói chung ông có cái gì á, ổng lại cho hai đứa bé của em hết á. Dạ. Cái gì cũng cho. Nhưng mà nghĩ người ta coi em như em gái thôi, chứ đâu phải có gì đâu mà người ta cũng là anh rồi mà lấy vào chị mà. Mà nghĩ như vậy á. Cái đó là cái tay của chị chưa có làm nữa. Dạ. Quá trời. Tại vì cái này cái thương này nó khổ lắm. Cái da nó cứng thì nó dạ, nó đau, còn nó bây giờ em tắm rồi đó, nó ra da non thì cái này da nó mềm á. Nó mềm sao cái chỗ này vết thương này nó mỏng rồi nó lại tét ra, mụn dạ, nó phù nước ra nó tét ra. Lại ngay chỗ đó là cái khúc co giãn á. Dạ đúng rồi. Tại vì em phải tập cơ nữa. Em không tập thì em lại bị liệt. Bác sĩ kêu là phải tập. Thì tập thì phải lắc chân lắc tay rồi, không lắc thì nó liệt, nó kéo thân tay nó liệt liệt hết. Nó giãn cái da ra để nó tập rồi sẽ cứng cái da lại hẳn mãi mãi luôn. Dạ đúng rồi, mình không tập được, nói chung là cái cơ mình nó kéo lại thì mình không đúng đâu mình liệt. Còn mình tập thì khổ, mình tập thì chảy máu. Trước em mình tay này không nhấc lên được luôn. Cái tay này hồi đó bác sĩ nói chung là phẫu thuật cho em xong lấy cái da đùi em đắp lên cái tay thì cái tay em không còn cảm giác nữa. Từ lúc mà ba mẹ chồng của chị chăm sóc chị trên bệnh viện đến nay chị về đây là không có điện hỏi thăm chị thế nào không? Dạ không ạ. Không có hỏi thăm luôn. Vô mẹ chồng chăm em được 10 ngày xong rồi 10 về. Ngày. Lúc đó em chưa phẫu thuật nữa, đã về. Chưa phẫu thuật cũng chưa được về nữa không? Chưa, mẹ vô mà nói chung mẹ chồng em về trước Tết. Mà lúc đó là thì trong đầu em vừa buồn vừa hoang mang đó, mà cảm thấy là mình cảm giác như là mình tuổi thân lắm, mình không thấy mẹ mình không chăm được. Có mẹ chồng vô thì cũng như không
có cho được cái gì đâu. Cái lúc đó bên ba mẹ chồng có phụ chi phí cho chị tí nào không? Gia đình chồng em không có điều kiện. Không có điều kiện cho. Ừ, từ ngày mà chồng bỏ đi mình có liên hệ với chồng chưa? Và trước khi đi anh có nói câu gì không? Đi chẳng nói câu nào hết. Không nói câu nào hết. Em buồn và em chết, em cảm thấy giận. Và cảm thấy thì em cảm thấy là số mình đó xui đến đuổi thế gặp người chồng của em con đi hệ em vậy đó. Người ta nói người ta làm gây cho mình câu xin lỗi không có. Nhưng mà thật sự là nó câu chứ hỏi lý do tại sao không trả lời. Mà trong mình không trong người nữa. Sau đó là bỏ đi. Em đã đưa xong rồi hỏi cho đưa em 5 triệu thì vợ đang bỏ chứ hết đi ngày sau. Ngày mai lấy lại 5 triệu đi về Bắc luôn. Anh nghĩ thôi không để cho em một đồng nào. Em còn liên lạc làm gì nữa. Mà theo ý chị bây giờ chị có muốn là cơ quan chức năng người ta vào cuộc để xử lý vụ này không chị? Dạ em rất là muốn luôn. Dạ. Em mong chờ như vậy á. Bây giờ còn tình cảm với chồng nữa không? Dạ không anh. Hết hả? Nó rất là đau đớn. Thật sự là bỏ anh không. Anh không. Anh không bị nghe thôi. Em chưa giờ cảm giác em đau như vậy. Em sống hoàn chết thì sự nó đau lắm. Không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại như vậy ha. Dạ không bao giờ nghĩ. Nó đau mà thì nó không phải mỗi thương. Mỗi thứ đau mỗi khác nhau. Thì sự nó không chịu nổi. Cái này gọi là vừa đau về thể chất mà vừa đau về gọi là tinh thần nữa. Trong khi đó gia đình em cũng gọi là khái giả cũng khó khăn nữa. Mẹ em vậy nuôi hai đứa con của em đó. Xong rồi xoay giữa anh em đó. Phải vượt tiền đồng này đầu kia để lo cho em tìm bệnh viện. Em hỏi anh mình có thiết thầy người chồng đó nữa. Mà trong khi đó đó em hỏi em làm thèm làm cái gì đi là đánh em một chỗ hơi đâu mỏi như vậy đi mà cái chuyện không đáng tự nhiên thật sai như vậy em nghĩ thử em buồn em hận bản thân em mà khi lấy người chồng em không nghĩ trước lúc mà xảy ra cái sự gì thì anh với chị có xích mích với nhau chưa đã từng nói câu là sẽ ly hôn được chưa chị nói chung thời gian trước là có nhưng mà cũng sau rồi thôi tại vì thời gian đó nó dùng ấn ghiền em á đâu mà nhiều chuyện gia đình cãi nhau thường xuyên à cái xong thôi anh không chơi thôi rồi tiếng ông rất là cọc mà nghe bóng như gió rất là vô duyên luôn ghen không có cớ luôn anh trong đầu suy nghĩ lung tung là ghen mẹ không ngờ là anh lại đốt ra như vậy đó mà thường là đốt đồ đạc trong nhà thôi chứ lần nào đốt cả em luôn à bình thường là thường xuyên đốt đồ đạc rồi hả vâng tại nhà trước thường xuyên đốt đồ đạc quần áo đồ này kia phục vụ và đốt hết hả mà lần này đúng đốt em là xong rồi. Vậy là người này là không phải là bộc phát mà nó gọi là cái tính như vậy rồi. Bây giờ thì chị nếu mà chồng mà quay lại mà xin lỗi rồi năn nỉ rồi quay lại sống rồi chăm sóc cho vợ cho con rồi có đồng ý không? Em không đồng ý. Dạ. Yeah. Không đồng ý hả? Em không đồng ý. Cái thời gian ở đây vậy em không đồng ý rồi. Dạ. Nhưng mà thì có lòng và thì nó chăm sóc em đã chăm sóc rồi còn đây mình là người đưa ra mà không có tấm lòng thì chắc phải em là tính tình vậy em không chịu nổi thì tự là áp lực yeah. Nói chung là mình thà rằng đau một lần ha dạ. Chấm dứt từ đây em đau lắm rồi em cảm thấy tự sát đến tinh thần cái này là nói chung từ trong ra ngoài cái con người mình nó không phải là mình đó em thật em mà không nghĩ đến mẹ em với hai đứa con mấy đứa con em thì em nghĩ là không mình chết quá xong chứ mình bản thân mình kệ làm sống mình cảm thấy là khổ rồi nhưng mà cái gì được còn mẹ em với đứa con em thì em mới đang cố gắng chứ còn chồng em thì em không tha thiết nữa quá sửa sự tệ như rồi bây giờ thì mình không có tiền rồi cái quá trình mà chữa bệnh tiếp theo thì mình tính làm sao thì bây giờ em nói chung là mọi sự khó khăn em bởi em là em muốn anh hai nó nhờ đến chúng tiền với nhau nói chung là cũng đang gặp khó khăn rất là nhiều ha em cũng lo lắng em đồng bệnh em lo lắng tại vì cái tiền nợ của em đồng đó nay chúng chị em lo lắm em cũng heo men bây giờ là em bây giờ nằm thì con có hàng trăm được bản thân mình trăm không được anh em phải chăm em nhiều khi nấu nướng gì đó trước em anh em sợ em chịu máu thôi bình tĩnh đừng có khóc không khóc nó ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung là trước mắt là rất là khó khăn. Bây giờ nhìn cái cơ thể này không phải là nỗi đau này đâu nó còn phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật khác nữa. Nhưng mà thôi mình cứ chuẩn bị cái tinh thần đi. Dù sao nó cũng đã xảy ra rồi ha. Dạ. Cũng cố gắng thôi chứ bây giờ cũng không biết làm sao được. Dạ. Rồi bây giờ con của mình là ai nuôi? Dạ, bà ngoại nuôi ạ. Bà ngoại nuôi à? Dạ. Thì chị cũng đang bị vậy thì tụi em cũng xin tiếp chị tiếp chuyện đi thôi. Thì em cũng đến đây thì cũng có tích cái tiền mình hôm qua ra để hỗ trợ cho chị một ít. Để phụ anh của chị để lo tiền thuốc này, tiền sữa cho chị ha.
Nói chung là cái vết thương của chị phải là còn trải qua bao nhiêu công đoạn nữa đó. Cố gắng lắm chị ha. Cũng coi như là cần các cháu để động lực cho chị nữa. Dạ, phải cố gắng lên chị ha. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng xin trích tiền của chị Đỗ Thị Liễm ở bên Mỹ 500 ngàn. Với chị Tú Trần ở bên Mỹ 500 ngàn. Và chị Trâm Nguyễn ở bên Mỹ là 500 ngàn. Em gửi chị là 1,5 triệu ha. Để phụ cho chị tiền thuốc, tiền sữa rồi đó. Lúc ăn không được á. Cảm ơn chị. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị, thì đến trong hoàn cảnh thì nói chung là cô chú anh chị xem trước màn hình như vậy thôi, nhưng mà thật sự mấy anh em YouTube ở đây á là xem tận mắt, phải nói là một cái nói là rất là ghê sợ của chú anh chị và rất thương cho chị luôn á. Nói chung nãy giờ là chị cố gắng để tiếp chuyện với anh em mà chị rất đau đớn luôn. Thì bây giờ chung cũng xin trích tiền của chị Đỗ Thị Điểm ở bên Mỹ và chị Tú Trần ở bên Mỹ và chị Trâm Nguyễn ở bên Mỹ, xin gửi cho chị là số tiền là 1,5 triệu ha. Dạ. Để em gửi chị nha. Dạ. 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 Rồi. Cũng nhắn anh chị ha. Dạ. Thì hôm nay anh em tới đây trước hết là ghi nhận cái câu chuyện này và thứ sau là cũng tìm cái hướng để giúp đỡ cho mình. Tại vì bây giờ cuộc sống của mình cũng đang rất là khó khăn. Thì hôm nay tạm thời em trích tiền quỹ của anh Hương Trần, coi như trích 1 triệu ra trên kênh Huy Hùng ha, cũng gửi tặng cho chị để hỗ trợ để chữa bệnh. Và còn sau này anh em sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị và sẽ có cái hướng giúp đỡ tiếp theo nhá. Còn trước mắt thì mình một chút ha. Còn sau này có duyên rồi Mạnh Thường Quân hỗ trợ mình thì tụi em tiếp tục sẽ quay trở lại và hỗ trợ mình cái con đường chữa bệnh sau này nó còn dài lắm. Nhá, cũng cố gắng lên ha. Cũng cảm ơn anh Hương Trần đã đồng hành cùng với kênh Huy Hùng trong thời gian qua. Rồi, anh tới đây thấy hoàn cảnh của em cũng khổ quá. Dạ. Tụi anh cũng chia sẻ lên. Thì trước hết thì anh cũng trích ra một cái phần của cô Tâm Độ. 500 ngàn của chị Thảo Đô, 500 ngàn hai người cũng đang sinh sống ở Mỹ. Thì trước hết thì cũng gửi cho em để mua thuốc ha. Thì anh cũng tụi anh cũng động viên tinh thần để em vượt qua cái khó khăn này. Dạ. Em cảm ơn chị bên nước ngoài. Rồi chị có lời nào chị muốn nhắn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Thật sự là trong thời gian này, lúc em bị lúc hai như vậy thì các bạn thương quân nói chung thương em, đỡ em thì em rất là mừng và em cảm ơn. Nói chung là em chúc mấy anh, mấy chị nói chung có sức khỏe dồi dào. Nói chung là mấy anh, mấy chị nói chung có điều kiện thì nói chung là chúc em thì em mang hơi sức của đời. Rồi, nói chung là cảm ơn toàn thể mọi người ha. Dạ. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình. Dạ. Thì thôi đừng có xúc động quá, tại vì hôm nay anh em mình lại đây thì chị Linh cũng đang nói chuyện nhưng mà phải nói là nói trong đau đớn. Nói chung là rất là khó khăn. Mình cũng không dám mà hỏi chuyện nhiều. Đúng rồi. Nên là chắc thôi anh em mình cũng xin phép Mạnh Thường Quân ha, xin phép quý vị khán giả thì cũng có gì anh em mình sẽ cập nhật tiếp theo. Chứ bây giờ thấy chị Linh nói chuyện cũng tội quá. Nói chuyện nó rất là đau ha. Em nói em đau lắm, tại nó khéo sao em không đợi chờ cái miệng em, cái môi nó dính luôn, tại vì em không dám nói to thì nó sẽ chảy máu. Không muốn em bị chảy máu, em đau lắm, em không nhớ. Còn cái mũi này thì em nghe luôn rồi. Cũng kéo căng. Ráng nghe, tại vì em Linh nói chuyện rất là nhỏ. Đúng chị, rồi. Chị cũng thông cảm, không coi cái tay chị. Chung là... chung là rất là tội. Rồi thế bây giờ thì thôi, để kết thúc chương trình thì chị có lời nào chị muốn nhắn gửi tới cái người chồng của mình không? Em chẳng có lời nào đâu anh ạ. Em chỉ cảm thấy là chẳng còn cái gì để nói anh ạ. Thật đúng không? Không còn gì để nói nữa hả? Bản thân anh làm gì anh chủ lương tâm anh biết và trên nói chung là trời đất đều biết. Đó con người anh đó. Nếu mà anh làm sao với em á, thật sự là nếu mà anh ở chăm sóc em thì không biết nói vậy. Còn anh bỏ em như vậy mà để em hoàn cảnh như vậy, em chẳng coi dễ nó. Em cũng thôi cố gắng ha. Dạ. Vượt qua khó khăn này. Đó. Sau lưng là bê bết vết sẹo hả? Dạ. Chi chít với thẹo hả? Đây, mọi người có thể quan sát. Nói chung là nặng lắm, em lần em nằm, em tàu cơ thì nó cứ chảy máu. Đợi thì em trời ơi, trời ơi. Cái vết thương của em nó dưới luôn. Cái chỗ này nó sâu lắm. Dạ. Vậy là đằng trước vết thẹo còn ít hơn đằng sau á. Đằng sau còn bị nặng hơn. Thôi đừng có khóc. Tội nghiệp quá, lỗ tai luôn, biến dạng luôn.
tay luôn rồi. Ủa đồng em tóm khổ lắm, nước tao vào tay em không? Biến dạng. Thôi được rồi chứ. Dạ, cũng có anh hai. Hiện tại bây giờ là cái lỗ tai bên đây còn nghe được không chị? Dạ, nói chung bên này nghe được, còn cái bên này thì nó ù, nó nhiều khi nó đau lắm. Bên này thì nó dúng luôn. Nói thiệt chứ em cũng còn hên là cặp mắt em cũng còn nhìn vẫn được. Còn được mắt. Anh biết hơi cũng hên là nó vô sao mà nó chỉ vô một ít thôi chứ nó vô nhiều thì chắc em đu rồi. Đó. Tâm bên trên cũng hên là cũng còn được cái cặp mắt để nhìn. Bữa giờ là em nhỏ bao nhiêu thuốc em mới được như vậy, đầu tiên không bỏ nổi. Chị ơi, chị đừng xúc động. Dạ. Với chồng chị mình nói bây giờ chị nghỉ ngơi đi. Giúp Trung bây giờ đó. Dạ, giúp Trung nữa. Trung cũng xin cảm ơn đến tấm lòng của chị Bảo Điểm bên Mỹ và chị Tú Trần ở bên Mỹ và chị Trâm Nguyễn ở bên Mỹ đồng hành cùng chương trình để gỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chúc mừng cô chú anh chị xem đây là một hoàn cảnh rất đặc biệt. Cô chú anh chị có thể chia sẻ cho các anh em để cộng đồng mạng vào cuộc để góp lên tiếng nói để cho cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng cho gia đình chúng chị ha. Rồi em chào anh chị ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị. Rồi cũng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đón theo dõi cái video ngày hôm nay. Và trong thời gian tới chồng của chị Linh có xuất hiện hay không và có hướng giải quyết như thế nào, hay là gia đình có gọi là làm đơn kiện để cho người chồng này phải chịu những cái hình thức gọi là xích đáng của pháp luật hay không, thì anh em mình sẽ tiếp tục cập nhật câu chuyện này để chia sẻ đến quý vị các bạn ở những video lần sau. Rồi xin cảm ơn quý vị các bạn, và xin kính chào và xin hẹn gặp lại.